bây giờ là ông có muốn cắt bỏ cái chân này không? Chân. Phải trên này mới được, trên này. Cái này đâu được. Cái này là không xài được nữa, cái này là không có xài nữa. Mà mũi nó hoạt động mà cười á. Ôi ôi. Cái ông gõ rồi luôn, không đau không? Không đau hả? Không hoạt động. Ôi, ông gõ rồi luôn ông ơi. Kiểu nó ra mũ là nó vừa đau vừa nhức ở trong á, là vừa ngứa nên là gõ đâu biết đau đâu. Vì chân của ông cái này này đang bị nhiễm trùng giống như hoại tử rồi đúng không? Ừ, nhiễm trùng rồi, mũ không được. Nhiều hơn là trong hết cái xương rồi. Giờ mũ nó nhiều hơn. Giờ chỉ có không cắt cái này sớm là nhiễm trùng tới đây luôn, là bắt đầu lại tới đùi luôn, là lúc đó nguy hiểm nó ăn từ từ đó. Nhưng mà cái này là 8 năm rồi mọi người. 8 năm rồi mà bệnh viện kêu cắt chân nhưng mà cứ để như thế này không có tiền làm. Bây giờ là 8 năm rồi còn chưa biết là bệnh viện có cắt nữa hay không nè. Tại vì ông 100 tuổi mà ông già nữa, sức khỏe cũng chưa được. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là anh em của mình đang có mặt tại thôn Đạ Nha, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng nha mọi người. Thì cũng khá là lâu rồi anh em mình mới quay lại đây. Đúng rồi. Thì sau cái chuyến mà anh em mình đi phát 340 phần quà ở đây đó mọi người. Thì cái địa phương này là lúc đó là đang có dịch, có nhiều F1 với F2 và cũng có khoảng mười mấy 20 F0 á. Ừ. Tổng hết là như là 200 mấy ca gì đó đúng không? 200 mấy F1 F2. Đúng rồi, 200 mấy ca. Thì tổng hết đó, nó tổng hết. Ừ. Thì cũng khá là lâu rồi anh em mình mới quay lại đây. Thì bữa nay thì tình hình dịch thì địa phương này cũng kiểm soát là tốt rồi mọi người. Cũng chỉ còn là vài nhà mà F1 F2 thôi. Căng dây còn vài nhà căng dây thôi mọi người. Thì ngày hôm nay là anh em mình quay lại thăm cái hoàn cảnh là cái ông lão 100 tuổi mà sống một mình trong căn nhà hoang á mọi người. Chân của ông bị gãy mà 8 năm rồi mà vẫn chưa có tiền để đi bệnh viện á. Thì hôm trước mình quay video thì nhiều khán giả họ bình luận và họ nói với mình là thấy rất là thương ông luôn. Đúng rồi. Thì cũng có một số cô chú Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước mình gửi cho ông một số tiền á để ông đi bệnh viện ông khám cái chân của ông. Tại vì nhìn cái ông chân của ông là bị nhiễm trùng, có khi là hoại tử đúng không ạ? Xương khô chân luôn mà. Mủ xì ra mà xương nó khô á mọi người. Thì bây giờ là anh em mình sẽ đi vào trong đó thăm ông. Thì mọi người tiếp tục đồng hành cùng với anh em mình trong cái video này nhá. Mọi người theo anh em mình nha. Anh em mình đi quay clip nhưng mà luôn tuân thủ 5K nhá. Lúc nào mình cũng đeo khẩu trang. Ông ngồi nhà kìa. Ừ, ông ngồi đây. Ông đang ngồi kìa mọi người. Ông mới cắt tóc hay gì quý ơi? Mới cắt tóc. Con chào ông nha. Dạ. Con chào ông. Ông khỏe không? Ông khỏe không? À quên, ông không có hiểu tiếng kinh mình quý ơi. Ông không hiểu tiếng kinh mình. Không hiểu kinh nhiều. Ờ, thế là nên bây giờ mình sẽ đi nhờ cái chị hàng xóm nha. Cái chị hôm bữa mà dịch hộ mình đó mọi người. Trời ơi. Chị ơi, cho em nhờ chị một tí chị. Chị rảnh không? Rảnh. À, tại vì ngày hôm nay em quay lại đây em trao một cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân bên em giúp đỡ cho cái ông cụ này á. Thì chị qua chị dịch thôi em với, tại vì em nói ông cũng không hiểu. Cho em cảm ơn chị nhé. Trong thôn mình là tình hình dịch là kiểm soát cũng tốt rồi đúng không? Tốt hơn rồi. Ờ. Nó 2 tuần nay là không bị nữa. Cũng mau ha, mới đây kiểm soát tốt lắm. Con chào ông nha, ông có khỏe không? Giờ bữa giờ là em quay video là con cháu của ông là biết hết chưa chị? Biết hết rồi, mấy đứa con ở đây thì hai ông có còn ở đây còn có 2 đứa, một thằng trai một đứa con gái. Thế là bữa giờ em quay video xong có lên trên này thăm nom ông không? Có thăm, có đứa con gái thì hôm đầu tiên quay á thì ngày hôm sau á thì thấy lên dọn dẹp. Thế lên dọn dẹp cho nhà cho ông rồi hỏi thằng con trai thì cũng có xuống dọn dẹp rồi chị có nói là đưa ông đi cắt chân ấy. Thì con của ông mới nói là ông không chịu đi cắt.
Thì chị thì cũng qua chị hỏi ông là ông kêu là cắt thì cắt tới đây thôi. Đấy, cắt tới đây thì ông cho, cắt tới đây thì ông cho thôi. Thế nhưng mà hôm bữa là em nói với chị là gia đình mình muốn cắt chân thì bên em hỗ trợ cho á. Là cuối cùng là con cái của ông cũng đồng ý nhưng mà ông không chịu đúng không? Ông không chịu. Nhưng mà chịu hay không cái đó là do mình một phần nữa chứ ông á thì ông một phần thì ông cũng sợ là cắt chân không ai chăm lo cho ông nữa. Nên năm nào ông phức tạp ở chỗ đó thì chị cũng nhiều lần chị kêu ông đi qua để cắt chân đi. Rồi có gì thì cháu phụ trong đó rồi cháu trực tiếp lo cho ông luôn trong lúc ông cắt chân một tháng vậy đó. Cháu ở lại cháu lo cho ông, nói cho ông và ông kêu nếu mày đi á thì tao đi. Nhưng mà không đi thì tao không đi, ông nói vậy. Là ông nói với chị thế đúng không? Còn mấy đứa kia thì ông không tin tưởng. Là ông nói là nếu mà ông cắt chân là chị phải đi lo cho ông. Bây giờ chị hỏi lại thử ông chịu không? Chị hỏi thử mi lo có dương anh chén mi à lo thì à anh chén mi hay từng lo có dương đừng gai pre lo có dương là lo có dương chúng ta dương chả ông kêu là mọi khi thì sợ không ai chăm lo cho ông á ông mới không chịu đi cắt sợ mấy đứa kia nó buồn nó chăm lo xong rồi bỏ ông ở đó rồi đi nhậu nhẹt ấy thì ông sợ vậy. Tại vì hiện tại bây giờ thì mấy người con của ông cũng đâu có lo cho ông nhiều đâu đúng không? Không có lo được mấy. Cơm nước hàng ngày này là chị à? Cơm nước thì có đứa cháu ông bên cạnh này, có đứa cháu. Chị thì ở xa quá chị không đem tới được. Như chân của ông thế này đang bị nhiễm trùng giống như hoại tử rồi đúng không? Nhiễm trùng rồi mổ không được. Nhiều hơn là cháu. Hết tới xương rồi. Mổ nó rồi. Giờ mổ nó nhiều hơn. Ông không cắt cái này sớm là nhiễm trùng tới đây luôn rồi bắt đầu lại tới đùi luôn rồi lúc đó nguy hiểm nó ăn từ từ đó. Nhưng mà cái này là 8 năm rồi mọi người, 8 năm rồi mà bệnh viện kêu cắt chân nhưng mà cứ để như thế này không có tiền làm. Bây giờ là 8 năm rồi còn chưa biết là bệnh viện có cắt nữa hay không nè. Tại vì ông 100 tuổi mà ông già nữa, sức khỏe có chịu được không? Cái này thì để trước mắt rồi đem ông đi bệnh viện xem bác sĩ nó nói thế nào đã rồi sau đó mà nếu mà nó kêu là cắt luôn á thì mình ở lại mình cắt luôn. Nếu mà cắt là khoảng bao lâu mới hồi phục sức khỏe được chị? Cái đó thì chị không đảm bảo được. Ông chắc ông già yếu chắc hơn. Cái chi phí mà cắt chân thì gia đình có tham khảo chưa chị? Khoảng bao nhiêu không? Có hôm bữa thì có nói rồi nếu mà cắt chân á thì ông có bảo hiểm nữa thì chắc cũng không đến nỗi mấy, cũng tầm mười mấy triệu là cùng thôi. Cái đó chắc cùng 14-15 triệu chừng đó là cùng. Bởi vì tiền cắt chân xong rồi còn kiếm cái chân cho ông đi nữa, cái đó mới khó. Chứ bây giờ cái chân này mà ông để như thế thì cũng đâu có làm được gì đâu. Cũng ăn được rồi, vô nguy hiểm hơn. Này đi mua quần áo mới cho ông rồi vệ sinh sạch sẽ cho ông mới đem ông đi bệnh viện được. Kiểu này đem bệnh viện nó chửi chết. Đúng rồi, chính xác. Rồi con cái bữa sau dọn dẹp nhà cửa hay chưa mà nhìn thấy vẫn vậy chị ơi. Nó dọn trước lúc quay phim lần đầu á có dọn. Lúc mà đi phát quà em thấy nó chỉ còn. Khi quay lại đấy hai bờ bây giờ thì vẫn nhìn thấy vẫn vậy. Vâng, đi chị xem cho em xem đi, xem là các con của ông dọn em xem là cơ dọn cỡ nào rồi. Chỗ này chỗ ông ăn uống hàng ngày vẫn vậy đúng không? Cái đây là cái đường này là cái đường mà ông đi lết đấy. Ông bò lết lên đây đúng không? Ừ. Này mọi người nhìn thấy không? Ông bò lên. Hàng quét luôn. Ừ. Có máu hả chị? Có máu không phải máu, kiểu quần ông dơ ấy. Thì ông lết nên ra vậy. Ủa thế thì ông tắm tắm giặt sao chị? Không á, ông tắm giặt như thế nào? Ông tắm giặt, ông tắm ở đây này, ông tắm ở đây này, ông lấy cái ghế này, ông ngồi này. Thế còn cái chuyện này hơi tí nhỉ một tí, thế ông đi tiểu, đi cầu, ông đi thế nào? Ông đi ngoài, ông có lết ngoài đó rồi mấy đứa con đứa cháu ông hút. Đó. Ông đi ngoài này luôn, rồi mấy đứa con cháu qua đây hốt. Thế một bộ quần áo là ông mặc cả tháng luôn à? Cũng vậy đấy. Mấy cái đồ này là con cháu giặt cho ông chứ đúng không?
Ừ, cái này, cái cuộn này chắc mấy tám hôm qua. Ừ. Đi chị, mình đi lên trên này thì em trao một cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân bên em để hỗ trợ cho ông để ông cắt chân đó chị. Ừ. Đây là ông đi khám bệnh viện. Thế chân này ông có đau không? Không. Không đau à? Không đau chứ. Đau hả? Ờ. Đau nhiều không? Đau rồi, rồi. Người làm trước mà mổ trước đòn mà cởi á. Ôi ôi. Cái ông gõ rồi luôn, không đau không? Không đau hả? Không đau. Ôi, ông gõ, ông gõ, ông gõ rồi luôn không hả? Kiểu nó ra mũ là nó vừa đau vừa nhức ở trong á, là vừa ngứa nên là gõ đâu biết đau đâu. Thế ông có muốn cắt không? Cắt, cắt nha. Cắt nha. Có là họ, có nói thuộc là họ. Có hả? Cắt nha. Có giờ có anh chàng mình nhỉ? Ông dạ. Đang suy nghĩ mọi người, ông đang tiếc đúng không? Cắt nha. Cắt mới sống với con cháu được nha. Trên, phải trên này mới được, trên này. Cái này đâu được, cái này là không xài được, cái này không có xài nữa. Mọi đồ hiện gì à? Ờ, ngày thì mình có anh lột chờ lời hay lột chờ hả? Lột ngày hiện nào thì có. Ông kêu là đi cắt hôm nay luôn hay là ngày mai? Không, thì bây giờ em sẽ trao cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân bên em. Còn gia đình của mình thì là sẽ sắp xếp cho ông đi cắt chân. Nhưng mà chị là hàng xóm cháu thôi đúng không? Cháu hàng xóm. Thế bây giờ cái số tiền đấy mình trao cho ông hay là mình trao cho ai nhỉ? Cho con dâu của ông, con dâu trưởng của ông. Cho con dâu trưởng đúng không? Ừ. Thì chị có thể kêu hộ em con dâu trưởng không? Em trao cái số tiền đó luôn. Ừ. Vâng, cháu chào bà nhá. Ừ. Bà là con dâu của ông à? Vâng. Vâng, bà năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? Đây là 63 tuổi rồi. Bà 63. Ông 163 đúng rồi, con dâu 63 tuổi đúng rồi đúng không kỵ? Ừ. Ừ. Thì bây giờ là bọn cháu sẽ trao một cái số tiền của Mạnh Thường Quân bên cháu cho ông. Nhưng mà bây giờ ông già rồi thì ông đâu biết số tiền như thế nào đâu. Vâng. Nên là cháu sẽ trao cho bà. Rồi bà với cả gia đình mình sắp xếp rồi đưa ông đi bệnh viện á. Vâng. Mình khám cái chân của ông xem thế nào. Nếu mà cắt được cái chân, bác sĩ mà nói cắt được cái chân á, thì mình cứ cắt bỏ cái chân đi cho ông. Vâng. Vì bây giờ nguyện vọng của ông là cắt bỏ cái chân. Chứ để cái chân như vậy là dần dần là nó bị thối lên á. Ừ. Nó bị hoại tử là có thể mất á. Ừ. Nguy hiểm đến tính mạng đấy bà. Thì bây giờ mình sẽ trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân bên mình nhá mọi người. Thì tổng cái số tiền này là 17.417.000. Thì bây giờ mình sẽ đọc danh sách Mạnh Thường Quân mà hỗ trợ cho ông lão 100 tuổi sống trong nhà hoang nha mọi người. Thì cái số tiền này là để cho ông đi khám bệnh cái chân của ông. Nếu mà bệnh viện mà nói cắt được cái chân á, thì gia đình sẽ cắt cho ông. Thì chú Huỳnh Peter $100, chị Cúc Phạm ở Chicago 2.217.000, cô Thùy Hương ở Canada 1.500.000, chị Phương ở Đài Loan 1.500.000, em không ghi tên 200.000, em Thùy Dung 200.000, em Quỳnh 200.000, Facebook Lan Trinh 200.000, bạn Hằng Nguyễn 500.000, bạn giấu tên ở Úc 200.000, chị giấu tên 1.000.000, chú Bi ở quận 12 2.000.000, em Thanh Hằng 100.000, Đinh Thị Phúc 500.000, em Phương Vi 1.000.000, em Vũ Thế Quang 2.000.000. Tổng số tiền là 17.417.000 nha mọi người. Đây thì mình cho mọi người xem cái danh sách, quay bằng video cho hình ảnh cho nó dễ. Thì 17.417.000 quý ơi. 17.417.000. Đúng rồi. $500 luôn đi. Rồi. Cô đếm lại cho con. Vâng, cô đếm luôn cho cháu nhá. Cô đếm, cô xác nhận là cô nhận đủ đi. 17.500.000 đấy. 2 3 4 5
17.500.000 nhá. Là cô nhận đủ rồi nhá. Vâng. Thì là cái số tiền là 17.417.000, nhưng mà mình cho thêm một cái số lẻ nữa cho tròn 17.500.000 luôn đó mọi người. Thì đủ số tiền rồi nha bà. Vâng. Thì cảm ơn các cháu đã giúp đỡ cho ông già nhà tôi nha. Ý bà kêu là giờ cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho ông, giờ để cho ông có tiền đi cắt chân, giờ gia đình không có biết nói gì hơn, vì các ơi em cảm ơn các mạnh thường quân và các cảm ơn các em đã tới đây. Dạ. Đã giúp đỡ cho ông. Thế thì bây giờ là khi nào mà gia đình của mình sắp xếp mà đưa cho ông đi đây chị? Ông hồi nãy ông đang hỏi là đi bây giờ luôn hay là ngày mai hay ngày mốt. Bây giờ nếu mà ấy thì chị phải lên nói với con cháu của ông tiếng. Thế là giờ con cháu của ông đi theo thì đi. Đi theo cùng chị luôn. Vâng. Cũng phải theo cho một người con cháu của ông đi theo chứ. Dạ, là dạ. Mình chị đâu có lo được. Đúng rồi. Có gì cứ phải thông báo với con ruột của ông đúng không? Cũng phải thông báo cho con cháu của ông. Nhưng mà nếu mà con cháu ông đem đi thì không dám đem đi rồi đó. Ông cứ nguyền rủa này kia chết chóc thì họ không dám đem đi. Họ còn mê tính dị đoan ấy, họ sợ. Sao lại nguyền rủa là sao chị? Cứ kêu là ông kêu là mày cắt chân của tao á, mà mày làm ăn không được là mày đi ở ngoài đường xe tông này kia, ông chửi tùm lum đó. Họ sợ. Thì hồi nãy ông cũng nói rồi đó, mà cho con của ông đi á thì ông không chịu đi, mà đi xong là tôi tức, tôi nóng lên, tôi chửi, tôi nói bỏ tôi. Thế ông nói vậy. Tại sao ông là thằng cũng như hết ta? Kiểu cái tính người ốm đau hay nó bực tức trong người á. Thứ hai là người già thì người ta hay nói lung tung đúng không? Hay nói tùm lum ấy. Vâng. Thì vậy thì khi nào mà gia đình mình cắt chân cho ông thì có thông tin gì mới thì chị cho em hay nhá. Rồi. Nếu mà chị đi thì bọn em yên tâm đi. Chị đi có gì chị thông báo. Vâng. Thì nếu mà khi nào mà ông cắt chân xong á thì chị thông, giả sử cắt chân, ông cắt chân xong hoặc là thông tin như thế nào á thì chị cho em hay, để em cho mạnh thường quân của bên em hay. Rồi. Vâng. Là bên vì cô nào là cái bà bên viên ta đi nào là ta có âm ta nhờ ta hiểu con hiểu sao họ in lại sai chế ngàn bói chương thông ta âm in tên đồ ở cái bài âm in đồ lại ý bà ý con dâu của ông nói á là như này, nếu mà cắt chân xong á thì đem về vào nhà con của ông ở. Để cho chăm sóc cho ông, khi nào nó khỏe chân thì ông ở một mình lại ở đây cũng được. Thì vậy nha chị. Thì bây giờ ngày hôm nay em quay lại em thăm thì em cũng trao cái số tiền mà Mạnh Thường Quân bên em cho gia đình mình rồi. Thì em cũng chúc cho gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Chúc cho ông thì may mắn và bình an. Nếu mà ông có mổ chân hay cắt chân thì chúc cho ông may mắn và bình an nha. Thì ok mọi người, nãy giờ là anh em mình quay cái video mình trao tiền cho ông, thì mọi người xem video thì mọi người cũng hiểu rồi ha. Bây giờ thì anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu mà mọi người xem cái video của anh em mình, thấy cái video của anh em mình và việc làm này là ý nghĩa, thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nha. Anh em mình xin liên hệ cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm và ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Tạm biệt, bye.